Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, nữ mạng. Thưa quý vị, Kỷ Hợi là những người rất nhanh nhẹn và có bản chất thật thà, không thích khoa trương. Tính cách của những người tuổi này rất lương thiện, ôn hòa và luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái, yêu quý khi tiếp cận. Để hiểu rõ hơn về vận trình cuộc sống của nữ gia chủ tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem và phân tích những lý luận về tử vi sau đây để có thể chiêm nghiệm cho mình. Gia chủ nữ mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Bình Địa Mộc, cây mọc trên đất bằng, xương con heo, tướng tinh con gấu, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về tử vi cuộc đời nữ mạng Kỷ Hợi sinh năm 1959 thông qua bài thơ sau. Kỷ Hợi cung Cấn số này, mạng Mộc Bình Địa cây trên đất bằng, đông xuân sinh đặng thời sang, hai mùa thuận số có căm thanh nhàn. Hạ thu sinh gái là nàng, ấy là lỗi số thiếp đành cực thân. Thuận sinh gái sướng hơn trai, giàu cũng thông thả, guốc dày nhổm nhang. Gái thì có tánh hiền lương, thấy ai nghèo khó thì thương giúp liền. Số phải niệm Phật ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Số người ăn trước ngồi trên, chức cao chức tước, trọng kẻ trên giúp mình. Tổng quan, nữ mạng Kỷ Hợi phải trải qua rất nhiều khó khăn gian truân vào lúc nhỏ. Đến tiền vận và trung vận có nhiều lo lắng, phiền muộn, bước sang hậu vận mới được thảnh thơi yên ổn. Tình duyên có nhiều muộn phiền, công danh sự nghiệp không gặp thuận lợi. Để bù đắp cho những thiệt thòi trong cuộc sống trên thì nữ mạng Kỷ Hợi có số hưởng thọ từ 85 tuổi đến 96 tuổi. Nếu sống tốt, lương thiện, tu tâm tích đức thì tuổi thọ còn được gia tăng hơn nữa. Bên cạnh việc tích đức hành thiện, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận mệnh cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài là phúc hàng đầu của nhà Phật, được các thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy phong thủy Hiệp hội Tâm Linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phang, vật dụng thời xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa tượng trưng cho bản tính thanh tịnh giúp người sử dụng, gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum là câu chuyện, là câu nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn, cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa rất lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen chính là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu tài phúc khí. Trên cùng của pháp khí chính là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để có thể cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm cho chính bản thân. Tình duyên, chuyện tình duyên của những người nữ Kỷ Hợi được chia thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 37 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Những người sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch sẽ may mắn hơn một chút, đó là có 2 lần thay đổi trong chuyện hôn nhân tình duyên. May mắn nhất là những người sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, không có sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên. Gia đạo công danh, gia đạo có nhiều hay đẹp vào tiền vận, sang trung vận gặp nhiều rắc rối, mâu thuẫn. Công danh địa vị đạt đỉnh cao ở trung vận, còn khi sang hậu vận thì chỉ ở mức trung bình. Sự nghiệp đạt được kết quả tốt, vững vàng bền chắc, tiền tài suôn sẻ, dồi dào. Tuổi hợp làm ăn, những người tuổi cộng tác hợp nhất cho nữ Kỷ Hợi là Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần. Những người tuổi này sẽ giúp cho mọi việc vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, thu được nhiều thành quả,
ngoài sức mong đợi. Lựa chọn vợ chồng Kỷ Hợi, Canh Tý, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Bính Ngọ là các tuổi hợp với nữ mạng cả về đường tình duyên và tài lộc. Kết hôn với các tuổi này sẽ có được cuộc sống vợ chồng viên mãn hạnh phúc cả về tình cảm lẫn tiền tài. Nếu lựa chọn kết duyên với các nam mạng chỉ hợp về đường tình duyên như Giáp Thìn, Mậu Tuất, Bính Thìn thì tình cảm vợ chồng sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng tiền bạc thì lại không dư giả. Còn nếu bạn kết duyên nên duyên vợ chồng với những tuổi nam mạng Đinh Sửu, Tân Mùi và Ất Mùi thì sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trắc trở, cuộc sống nghèo túng. Bởi vì những tuổi này không hợp với các bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Bạn cũng nên tránh kết hôn vào các năm xung khắc cho đường tình duyên, đó là vào các năm tuổi 25, 31, 39 và 43. Kết duyên vào những năm này sẽ mang đến cuộc sống buồn khổ, sự chia lìa xa cách cho bạn. Tuổi Đại Kỵ, Quý Mão, Mậu Thìn, Kỷ Dậu, Ất Mão, Đinh Dậu, Bính Thân và Tân Mão là các tuổi xung khắc với nữ mạng Kỷ Hợi. Kết duyên hay hợp tác với những người tuổi này có khả năng cao. Bạn sẽ gặp thua lỗ, phá sản hay tình duyên giang dở. Nếu đã chót lỡ thương yêu nhau, mới biết phạm tuổi Đại Kỵ thì chỉ nên làm mâm cơm cúng, gia tộc tổ tiên để được chứng giám chứ không nên tổ chức rầm rộ, sẽ có cơ may sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương. Nếu bản mệnh đang cảm thấy phiền phức với những mối quan hệ kém chất lượng hay gia đình có sự lục đục, mâu thuẫn lẫn nhau thì hãy tham khảo việc sử dụng vòng tam hợp Hợi Mão Mùi để hóa giải. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi Hợi Mão Mùi tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, thu hút cát khí và may mắn. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để có thể cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Năm khó khăn nhất, nữ mạng Kỷ Hợi có đại hạn vào các năm 24, 27, 30 và 35 tuổi. Bạn cần phải thận trọng trong mọi việc để tránh được ốm đau, tai nạn hay thất bại. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tốt nhất bạn nên xuất hành vào những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Nếu như có công chuyện cần đi xa hoặc giao dịch làm ăn với đối tác hay những chuyện đại sự. Vì đó là thời điểm xuất hành hợp nhất với nữ mạng tuổi Kỷ Hợi, mọi chuyện sẽ hanh thông, thu được nhiều thành quả. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 22 tuổi. Năm 18 tuổi, công danh gặp nhiều may mắn. Nếu kết hôn vào năm 19 tuổi, hạnh phúc sẽ không được viên mãn. Năm 20 tuổi, có lộc về đường tiền bạc. Năm 21 tuổi rất hợp để thành lập gia thất, gia đình sẽ hạnh phúc, con cái ngoan hiền. Năm 22 tuổi, có hạn vào tháng 5 âm lịch, cuối năm sẽ có niềm vui đặc biệt. Từ 23 đến 25 tuổi, nếu thời gian này bạn đã thành lập gia thất, thì năm 23 tuổi nhất định bố mẹ bạn sẽ có cháu đích tôn. Năm 24 tuổi, công danh địa vị thăng tiến mạnh mẽ. Năm 25 tuổi là năm đỉnh cao của nữ mạng Kỷ Hợi, trên mọi phương diện đều gặp may mắn, suôn sẻ và thành công ngoài sự tưởng tượng. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, vào những năm này, công việc tình duyên và tiền bạc vô cùng thuận lợi, mọi điều trong cuộc sống đều được như ý muốn. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào năm 31 tuổi, tài lộc dồi dào, cuộc sống dư giả. Tuy nhiên cần lập kế hoạch quản lý tài chính sao cho hợp lý, có vận hạn vào năm 32 tuổi và năm 33 tuổi. Cẩn trọng trong mọi việc, nhất là chuyện làm ăn và sức khỏe. Năm 34 tuổi và năm 35 tuổi, công việc được thuận lợi, tài lộc có chiều hướng đi lên. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, vào năm 36 tuổi mọi sự đều khá. Năm 37 tuổi và 38 tuổi, công việc ở mức bình thường. Năm 39 tuổi và năm 40 tuổi, công việc làm ăn tiến triển vượt bậc. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này, mọi việc nên cẩn trọng, công việc có chút sa sút, tài lộc suy yếu, cần tránh đi công tác hay du lịch xa. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, vào khoảng thời gian này, mọi việc đều bình thường, tình cảm và tài lộc có nhiều tiến triển, nhưng cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tài sản, kẻo đau ốm bệnh tật thất thường hay bị trộm cắp. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, vào những năm này, bạn cần tránh đầu tư vào các dự án lớn, nếu không sẽ gặp thất bại. Dành nhiều thời gian hơn quan tâm đến sức khỏe, bản thân cũng như chuyện gia đình con cái. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, không có biến động nào lớn xảy đến vào những năm này. Nên an phận thủ thường, bằng lòng với những gì mình có trong hiện tại, sẽ tránh được tai ương. Năm 57 tuổi và năm 58 tuổi, xung kỵ vào mùa đông, có thể hao tốn tiền tài trong 2 năm này. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tiên đoán cũng như là dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình.
Có thể những suy đoán dựa trên tử vi không bao giờ chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng mà nó có tính tương đồng là rất lớn quý vị ạ. Vì vậy, mong quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Ngay sau đây thì chúng tôi mong rằng quý bạn hãy để lại tuổi của mình để chúng tôi có thể luận giải trong những video tiếp theo cho quý vị theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe, may mắn, tài lộc và vạn sự như ý.